các cái bông hoa hồng của cái đoạn của cái đi văng đấy, ngọc nhìn không đấy, và đặc biệt là những cái quả chám 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 chám, nhìn nó vừa đẹp vừa điệu nhưng mà nó lại mềm mà trông rất là sang. Cái kiểu này mẹ rất là thích ngọc. Thực ra thì là mẹ rất là thích tất cả những cái mẫu Louis, nhưng mà mẫu Louis này thì nó là một cái kiểu mới, cho nên là nó cho mình một cái phong cách mới cũng như là một cái góc nhìn khác. Cho nên các cái mẫu Louis bao giờ nó cũng làm cho con người cảm thấy là nó rất là chất lượng cũng như là sang như kiểu Pháp ý. Xin chào. Chào mừng quý khán giả quay trở lại kênh YouTube của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Hướng Mai sẽ giới thiệu một bộ Louis mẫu mới nhất cho quý khách, và bộ này rất là đẹp. Lần đầu tiên Ngọc Anh thấy một bộ đục điệu đẹp như thế này, và bộ này thì đang được tri ân còn giá là 499 triệu, rất là đẹp. Bằng gỗ hương của Lào. Chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Hôm nay công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai vừa ra được một bộ vô cùng là đẹp, các cái đường cong cũng như là các đường nét thì đẹp tuyệt vời luôn. Ngọc rất là thích bộ này. Ngọc vừa đi học về và bảo mẹ ơi, nhà mình có bộ bàn ghế đẹp thế, mẫu rất là đẹp, mà cái kiểu chám chám này thì nó giống như là công chúa. Các cái mẫu này là mẫu Louis nhưng mà cái kiểu chám này, đặc biệt là chám mà làm bằng gỗ hương nào thì nó giống như là những cái bộ mà giường công chúa cũng nhà tủ công chúa, rất là đẹp, trông quý vô cùng luôn. Và các cái mẫu này thì do các nghệ nhân của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai làm, với một là chất lượng đục bằng tay, làm 100% bằng tay hết, hai nữa là cái gỗ hương của Lào nó vừa thơm vừa đẹp, và các cái đường cong của bộ bàn ghế này thì nó vừa sang vừa tây, nên là những cái bộ này là những cái bộ design mới nhất, hàng phát triển sản phẩm mới của đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Trong cái thời gian này thì thỉnh thoảng có các cái bộ Louis, các bạn nhân viên đã làm mỗi một bộ một kiểu dáng khác nhau, một mẫu mã khác nhau để ra được những cái đường nét rất là đặc sắc. Và đặc biệt là công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai thì thường thường là làm nguyên chiếc, tức là làm một bộ này thì bộ sau sẽ không làm kiểu này nữa mà làm sang một kiểu khác. Cho nên là những cái mẫu này là cái mẫu mà lần đầu tiên Ngọc Anh nhìn thấy là đúng. Sau này cũng sẽ không sản xuất đại trà, cùng lắm là chỉ sản xuất thêm đến một bộ nữa là cùng thôi, còn không thì là công ty sẽ không sản xuất nữa. Và các cái mẫu sản phẩm mới này thì thường thường là các bạn design vẽ rất là cẩn thận, và từng các cái đường nét cũng như là đường cong cũng như là đường lượn của bộ bàn ghế thì nó mang lại được cái nét tinh tế nhưng mà nó rất là mềm và dịu dàng. Các cái hoa văn của cái chạm khắc cái bộ bàn ghế này thì nó mang được các cái nét rất là tinh xảo, và đặc biệt là gỗ hương Lào xịn nên là mùi nó rất là thơm và nó đỏ, màu sắc thì trông nó rất là sang quý. Và cái gỗ này thì phải làm được bằng cái gỗ nguyên khối, gỗ rất là to thì nó mới ra được cái tấm vô cùng là đẹp như thế này. Còn thường thường là gỗ của nó sẽ rất là nhiều màu, nhưng mà riêng bộ này thì màu của nó rất là đặc sắc, nó vừa đỏ vừa đẹp mà trông nó sang, khi mà đặt để trong ngôi nhà thì rất là đẹp. Bộ này thì phơi sấy trong bao nhiêu lâu rồi? Phơi sấy được 2 năm rồi con. Xong rồi cả thợ đục nữa, các thứ nó khoảng độ 2 năm rưỡi thì xong bộ này. Nên là cái thời gian thì lâu lắm. Mà cái này bảo hành trọn đời bởi vì là nó rất là bền, nó rất là quý. Cái chương này của nó rất là dày, Ngọc sờ vào cái chương xem, dày lắm mà đẹp vô cùng luôn. Tay của nó cũng thế, tay của nó thì khi mà ngồi thì rất là dịu, mềm mịn. Và ngồi từng cái ghế một thì cảm giác rất là thư thái, như kiểu mình được ngồi thiền trái đấy. Ngồi cảm giác rất là hạnh phúc. Các cái bông hoa hồng của cái đoạn của cái đi văng đấy, Ngọc nhìn không đấy. Và đặc biệt là những cái quả chám 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 chám, nhìn nó vừa đẹp vừa điệu nhưng mà nó lại mềm mà trông rất là sang. Cái kiểu này mẹ rất là thích ngọc. Thực ra thì là mẹ rất là thích tất cả những cái mẫu Louis, nhưng mà mẫu Louis này thì nó là một cái kiểu mới, cho nên là nó cho mình một cái phong cách mới cũng như là một cái góc nhìn khác. Cho nên các cái mẫu Louis bao giờ nó cũng làm cho con người cảm thấy là nó rất là chất lượng cũng như là sang như kiểu Pháp ý. Nó rất là lãng mạn đúng không Ngọc?
Vâng ạ. Nhìn nó vừa đẹp vừa sang vừa tây vừa quý, nhưng mà đặt để trong ngôi nhà thì nó làm sáng trưng cả cái phòng. Đây là một cái không gian của Hướng Mai. Các cái đồ gỗ để trong đồ gỗ Hướng Mai nó không đẹp như là để nhà quý khách đâu. Nhà quý khách thì nó có không gian và nó có một cái chỗ đặt để riêng, cho nên là bao giờ kê cũng rất là đẹp. Còn công ty đồ gỗ Minh Nghệ Hướng Mai thì vì là cửa hàng cho nên là cái chỗ kê nó rất là hạn chế, nên là quý khách nhìn thấy ở đây đẹp như thế này nhưng mà sau khi về nhà quý khách hoặc nhìn trực tiếp thì nó còn đẹp hơn, nhưng mà về nhà quý khách thì nó lại đẹp hơn rất là nhiều nữa. Nên là Hướng Mai và Ngọc Anh thì rất là yêu thích các cái sản phẩm làng nghề truyền thống và mong muốn là giới thiệu cũng như là truyền tải những cái đường nét cũng như là những cái bàn tay tài hoa của những người nghệ nhân, rồi những kiểu dáng mới, đặc biệt những kiểu dáng Louis mà được design mới thì trông nó vừa lạ vừa đẹp vừa tây nhưng mà rất là sang. Và bộ này thì sẽ phù hợp với căn phòng khoảng tầm 30m², 25 đến 30m² thì quý khách có thể kê được bộ bàn ghế này. Nó sẽ không kén chỗ kê, chỉ cần nhà quý khách có một chỗ đặt để cho nó thôi thì nó rất là sang. Cái kiểu dáng này thì Ngọc thích nhất là đoạn nào? Con thích nhất là những cái bông hoa ở trên cái chương này. Bông hoa này, đúng không? Đấy, rất là đẹp. Mẹ thích nhất là cái gỗ của nó đẹp lắm. Gỗ của nó là gỗ vừa đanh vừa chắc vừa một màu. Gỗ một màu mà gỗ hương như thế này là rất là hiếm. Đặc biệt là hương nào bây giờ nó không còn nhiều, khi mà những cái gỗ mà nó một màu mà nó đanh như thế này thì cái vân của nó, gỗ nó rất là già, vân của nó vô cùng là đẹp và nó phải qua được rất là nhiều thời gian rồi nó mới trở thành được những cái bộ bàn ghế tuyệt tác như thế này, nên là vân của nó cũng như là các cái đường lượn của nó đẹp, mà khi mà sờ vào hay là nhìn ngắm hay là sờ vào trau chuốt thì cứ tưởng là đây là một cái gì đấy rất là nghệ thuật, rất là quý giá. Ngọc có thấy thế không? cái chương yếm này cũng thế này, vô cùng là đẹp, rất là đẹp, nhẵn nhụi mà đẹp mà sang, từng các cái đường nét một của nó kỹ ơi là kỹ, cẩn thận mà rất là đẹp. Ngọc thấy đẹp không? Thế mà công ty sẽ tặng cho quý khách một bộ đệm với cũng như là gối ôm nữa, để khi mà ngồi ấy thì ngồi như thế này nó cảm giác rất là êm ái, rất là dễ chịu và cảm thấy rất là thoải mái. Vừa rồi thì Ngọc Anh và mẹ Hướng Mai vừa giới thiệu cho quý khách một bộ Louis mẫu mới bằng gỗ hương Lào rất là đẹp. Và Ngọc Anh và mẹ Hướng Mai kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn quý khách. Nếu mà quý khách có muốn mua hàng hoặc là muốn tư vấn thì hãy gọi điện vào số 0912-298-044 hoặc là 0972-514-668 để được tư vấn. Hoặc là quý khách có thể đến với số 1 Đồng Kỵ Từ Sơn Bắc Ninh ở Hướng Mai Center. Rất là mong quý khách đến và tham quan những sản phẩm cũng như là mua hàng của công ty đồ gỗ Minh Nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Hướng Mai cũng như là Ngọc Anh xin gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào.